Chiều nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đã kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Minh, sinh năm 1984 ở thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động về hành vi cướp tài sản. Ngày 8 tháng 10 năm 2022, công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về việc tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông khi đang làm nhiệm vụ tại km 10 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận xã Tân Tiến, huyện Văn Giang thì bị một đối tượng lạ mặt chửi bới tấn công, cướp một máy đo tốc độ và bỏ chạy. Tại cơ quan công an, Minh khai nhận ngày 8 tháng 10 điều khiển xe ô tô biển số 89A24816 thì bị tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và thông báo về việc vi phạm tốc độ, mức xử phạt là 5 triệu đồng. Minh xin tổ công tác không lập biên bản xử lý nhưng không được đồng ý nên bỏ đi. Minh quay lại, dừng xe cách vị trí tổ công tác 50 mét, cầm tuyếp bằng kim loại, trèo qua từng rào ngăn cách xông đến, vụt nhiều nhát vào một cán bộ làm nhiệm vụ sử dụng máy đo tốc độ. Sau đó, cướp máy đo tốc độ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hoàng Minh về hành vi cướp tài sản.